Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 136 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo phần trước Lại nói lúc bây giờ Dương Lăng cũng đang nhớ nhà Nhớ đến thê thiếp xinh đẹp của hắn Còn có cả song nhi nữ nữa Hành trình tứ xuyên hữu kinh vô hiểm Đã tìm ra bí mật của Kim Chuyên Việc tạo phản không liên quan gì đến thục vương cả Bản thân hắn Ở ba thục cũng không có gì nguy hiểm Ở đấy hai ngày là đã khởi giá về kinh Dương Lăng lòng tràn đầy hạnh phúc dưới sự tùy tùng của huynh đệ Chu Nhượng Hủ chậm rãi tiến vào cung của Dương Thanh. Mà đến lúc gần cung đấu mỗ, Dương Lăng lòng dạ bình yên mới chợt nhớ ra bóng người lợn lờ trong vọng trúc khê còn có cả thích khách bị phát hiện bên ngoài tĩnh tâm các cung thanh dương tách biệt với bên ngoài một vài bóng ma lại hiện lên ở trong lòng của hắn nếu như thục vương không có phản ý vậy thì là ai là ai muốn theo dõi ta đây từ lúc vào nước thục đã theo dõi ta rồi người đó là ai đây còn thời gian ở tự châu diệt phí lâu như vậy người đó chưa từng lộ mặt chẳng nhẽ từ bỏ rồi hay sao Dương Lăng suy tư về người đã lâu bị lãng quên này, sau khi lên Uyển Tam Đài cùng anh em Chu Thị, tin tức đại thắng Bình Định, phản loạn tự Châu và thế tử Bình Yên vô sự đã báo đến Thục Vương, nhưng vì đại quân đi vòng vèo, hành trình khó xác định, chỉ biết trong mấy ngày này quay về kinh thành, thì nhưng lại không biết cụ thể ngày tháng, thế nên ba người đi đến trên đại lão tử chuyển sinh, thân quân của Dương Lăng mới phát hiện. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, hai thị vệ đeo đao liền mừng rỡ, reo lên: À đại nhân quay về rồi Nói xong Bọn họ liền quỳ xuống mà khấu kiến Dương Lăng nhìn thấy cận vệ của mình Cũng rất kích động vội bước tới đỡ hai người Cũng lúc này Những thị vệ khác cũng nhìn thấy Dương Lăng liền chạy ùa tới Từ xa chỉ nghe thấy Lưu Đại Bồng Trùy hô lên một tiếng Là thật sao Người dám gặt ta thì đừng trách lão tử đánh chết ngươi Đang nói Thì thân hình cao lớn của hắn đã xuất hiện ở trên đài Vừa nhìn thấy Dương Lăng Vội bỏ cái áo thị vệ đang túm trong tay phải ngoác mồm cười lớn chạy lên phía trước nói à, đúng là đại nhân quay về rồi ừ, tỷ chức khấu kiến đại nhân mới vừa rồi đều là những binh lính to đầu thì thôi lúc này đội trưởng thị vệ đi tới thái độ không có ai ra gì chỉ chú ý chào hỏi với mình hoàn toàn không để ý đến hai vị vương tử bên cạnh dương lăng có chút ngại ngùng thế tử chu nhượng hủ chưa từng gặp nhưng chu nhượng cận thì đã từng gặp qua sao lại làm như không biết vậy tính khí hai vị vương tử đều tốt không ai giận mà chỉ mỉm cười đứng bên cạnh nhìn thái độ thật của bọn họ dương lăng cười quay người đang định chào hỏi hai vị vương tử thì chu nhượng cận đột nhiên thay đổi sắc mặt đứng dậy như một cơn gió con đao ở thắt lưng một thị vệ bị y giật mất động tác xông người rất nhanh may mà dương lăng luyện kiếm đã lâu thị lực nhạy bén có thể nhìn thấy mọi hành động của chu nhượng cận chu nhượng cận người đao hợp nhất phi thẳng tới chỗ một bụi cỏ mồm quát lên ra đây đao chạm vào lá cây Chu Nhượng Cận bỗng xoay tròn tiếp đất, ầm một tiếng, cả bụi cỏ bị một đao của y chém đứt một nửa. Cành lá rơi lả tả, hiệp phong đơn đao đâm thẳng qua những mảnh vụn của cành lá, chạm vào đỉnh mũi của một người đã bị dọa đến mặt mũi há hốc rồi mới ngừng lại. Lường gió của đao làm cho tóc người kia bay lên. Thần thủ thật cường tráng, sát khí thật nhạy bén, đao pháp này cha cha, không biết Ngô Hoan Siêu có chịu nổi không đấy. Trong lòng của Dương Lăng hết sức kinh ngạc, ngạc nhiên đem chu nhượng cận so sánh với ngô hán siêu thật là không biết ngại cành lá rơi là tả đầy trời lúc này đã nhìn rõ mặt người đấy chu nhượng cận hoảng sợ kêu lên run sợ là là muội sao chu nhượng hủ cũng ngẩn ra kêu lên kinh ngạc Tường nhi muội trốn ở đây làm gì vậy đến lúc này dương lang mới thu lại ánh mắt trên mũi dao nhìn về phía bụi cỏ chỉ thấy đấy là một người con gái thân hình nhỏ nhắn người cô mặc một bộ áo dài màu xanh nước áo khoác ngoài bằng lụa hai vạt áo đính trước ngực bằng cúc màu vàng làm lộ ra đôi ngực mềm mại của người con gái vừa dậy thì dường như chưa được đề đặn cho lắm phần dưới của nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc chiếc đai cùng màu quấn lấy cái eo mỏng manh thế nhưng không thiếu thịt quấn ra những đường cong vô cùng đẹp mắt vì bị dọa đến ngồi bệt xuống đất mấy bụi cỏ trước mặt lại bị chu nhượng cận chém đứt sạch thế nên đứng ở chỗ đấy có thể nhìn loáng thoáng cái quần lụa màu vàng non và cái giày màu trắng ở dưới váy cô bé này Chắc cũng chỉ 13, 14 tuổi mà thôi. Từ cái vai và cái lưng non nớt của cô, Dương Lăng đoán như vậy. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút đẹp thế nào? L lớn. Mặt cô gái rất trắng, môi cũng màu trắng. Một giọt mồ hôi từ từ chảy ra từ đỉnh mũi, nhỏ nhắn tinh xảo, xuống sạch, rơi xuống mũi kiếm. Hai con mắt nhìn chằm chằm mũi đao đã biến thành ánh mắt trợn gà. Nếu như sắc mặt cô gái này không phải bị hoàng sợ như quý, đính là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp rồi. Dương Lăng một lần nữa đưa ra phán đoán, sau đó nhìn thấy hai con mắt của người con gái trợn lên, con ngươi cũng biến thành màu trắng. Còn chưa nhìn thấy Thục Vương người yếu hay khỏe, tiểu quận chúa lại ngất trước, may mà Chu nhượng Cận phản ứng nhanh, vừa nhìn thấy tiểu muội mặt mũi nhợt nhạt, người ngả về phía sau, vừa vàng trở lên trước, đỡ lấy người của cô, vội bỏ dao xuống, bế cô bước ra khỏi bụi cỏ. Chu Nhượng Hổ thấy tiểu muội không bị thương mới yên tâm, thế nhưng vẫn trách đệ lỗ mãng quá rồi. ở đây có bao nhiêu thị vệ của dương đại nhân bên trong sao lại có thể khách được. lần này mặc dù không làm tương nhi bị thương thì nhưng cũng bị hù dọa cho sợ không ít rồi. chán của chu nhược cận cũng toát ra mồ hôi, y cũng không dám đáp lời đại ca mình vội vàng bắt mạch cho chu tương nhi, sau đó yên tâm điểm lên người cô hai cái. chu tương nhi dần dần tỉnh lại nhìn thấy đại ca nhị ca liền khóc quả lên, sau đó bắt đầu kể lại lưu đại bổng Trì và quân lính của gã ngược đãi cô như thế nào không cho cô bước ra vườn sau của cung thanh dương một bước chẳng khác gì biến cô thành phạm nhân vậy từ ghi chép số lần cô trốn chạy thất bại hôm nay cũng là một lần quận chúa chu tương nhi trốn chạy hành động vượt tù thế nhưng lại thất bại nếu đổi lại là dương lăng xuất phát đi tự châu thì sẽ không để ý cô nói gì hắn bày mưu cho lưu đại bổng trì không chế cung dương thanh nghiêm mật bề ngoài thì đường hoàng nói sợ người ám sát vương gia sợ những tin tức hỗn loạn ảnh hưởng đến bệnh tình của vương gia Thế nhưng thực ra là để giam lòng bọn họ Lý do vốn đã cưỡng ép chỉ là vì sự an toàn của bản thân mình Hắn cũng không nghĩ đến Giờ đây đã biết Thục Vương không có ý mưu phản Nghe của chủ kêu an Dương Lăng không khỏi giờ khóc giờ cười Chu Tưng Nhi khóc lóc một phen Làm cho anh em của Chu nhượng Hủ cũng mặt đỏ tía tay Chu nhượng Hủ không biết mục đích chính của Dương Lăng đến Tứ Xuyên Chỉ biết cục diện dối rắm của Tứ Xuyên là do cơm sai đại nhân thu dọn Nói một cách gián tiếp thì mạng của chính nghi cũng là do Dương Lăng cứu về Dương Lăng làm như thế có thể có chút quá đáng Mặc dù nói người khác Thế nhưng cũng là có lòng tốt Người ta có ơn lớn với nhà mình Tiểu muội nói trước mặt như thế Có thể thấy nhà thục vương không được chu đạo Chu Nhược Cận thông minh hơn người Đặc biệt là trên điện đại vương Khi Dương Lăng nhìn thấy giải gạch vàng Đã có biểu hiện kỳ quái Và lầm bà lầm bầm làm cho y nhìn thấu Dương Lăng Biết chắc Dương Lăng trước đó Chắc chắn đã nghe đến tin có người mua gạch vàng Nên mới có chuyện bốn loại điều tra Mục đích chính là vì phụ vương vậy nên việc hắn nhân cơ hội giam lỏng phụ vương cũng không có gì kỳ lạ giờ thì hiểu nhầm đã được hóa giải chuyện này mọi người chưa đành làm như không biết nhưng tiểu muội nói mãi không thôi đến cả cơ hội nói xen vào y cũng không có chưa đành để mặc cô nói khó khăn lắm chu tinh nhi mới chút được hết ra lúc này mới phát hiện có người đáng ghét cũng đi với đại ca và nhị ca cười hì hì nghe cô cầu nhau không khỏi trừng mắt nói ngươi là ai dương lăng mỉm cười nói Dương Lăng mỉm cười nói Khấu kiến quận chúa Tại hạ chính là người mặt người dạ thú Mà người đã nói đến Tội đáng muốn chết khâm sai Dương Lăng Chu Tăng Nhi há hốc miệng Có thể nhét được một quả trứng gà Run sợ một lúc rồi mới chui ra khỏi ngực của nhị ca Hừ lấy một tiếng Đi thẳng đến cung tính tâm khác Trong tính tâm khác Thục vương Chu Tân Hàn khí sắc rất tốt Mặt mũi hồng hào Ông ngồi trên ghế cười nói với Dương Lăng Lần này ba thục Một ven dung chuyển May mà có khâm sai đại nhân mới được bình yên Sau đó ông ta khẽ thở dài nói Hai ngày nay Các nơi ở Ba Thúc Đều lần lượt đưa thư chúc mừng Ai, Thái độ kính cẩn Khác cẩn với bộ dạng ngang ngực trước kia Xem ra cách trị thuộc của ta Có chỗ không hợp lý cho lắm rồi Lần này Hoàn toàn bình đĩnh Kế họa trăm năm là đại công của khâm sai đại nhân Cứu tiểu nhi nhượng hú Là ơn lớn nhất của bản vương Dương Đại Nhân, bản vương phải nói lời cảm ơn ngài mới phải. Hận đầu có đâu có, vương gia ngài khách sáo quá rồi. Để lệnh ra một cửa, tiện cho sư quân tắc chiến thôi. Cũng để tránh cho vương gia bị quấy nhiễu. Thời gian này thì vệ của hạ quan đã gây nhiều phiền phức cho vương gia và mọi người rồi. Xin vương gia tha tội cho. Dương Lăng vội hạ thấp người nói. Hắn phát hiện thục vương, trị ra rất cẩn thận, nghiêm túc. Hai đứa con trai của thục vương từ lúc bước vào giống như đổi thành người khác vậy Thục Vương nói chuyện với mình, hai huynh đệ cũng không nói lấy một lời, ngồi đó thái độ cung kính, đến cả thờ mạnh cũng không dám. Còn chưa nói đến anh em Chu Nhượng Hổ, Chu Nhượng Cận, ngay cả tiểu quận chúa Đanh Đá cũng rất biết giả bộ. Lúc này, tư thế ngồi rất nho nhã, ưỡn ngực, lưng thẳng, cẩn thận, hai chân khép chặt, hơi nghiêng về một phía. Hai tay để lên trên ghế, ngoan ngoãn, điềm đạm, đúng là tiểu thục nữ có giáo dưỡng. Thế tử Chu Nhượng Cân lớn tuổi nhất, nói năng thận trọng, nhưng nếu lén tiếp xúc với Y thì Y cũng không phải là một con một sách không biết gì có chút phá phách nhìn bộ dạng quy củ của Trung Nhượng cận và Trung Nhượng Hủ trước mặt Thục Vương Dương Lăng không khỏi cười thầm trên có chính sách dưới có đối sách ba bà bối này của nhà Thục Vương cũng ra trò đây chỉ e Thục Vương không thể nghĩ được hai đứa con trai một đứa con gái ở bên ngoài khác hoàn toàn với bộ dạng ở trước mặt ông Thục Vương cười ha hả nói thời tiết lạnh dần thời gian này bổn vương tĩnh tâm tu dưỡng bệnh tình cũng đã khá hơn rồi định mấy hôm nay sẽ chuyển về phương phú đến lúc đó sẽ mở tiệc mừng công tề chân cho đại nhân cũng là để cho tiểu nhi tạ ơn đại nhân mong đại nhân sẽ đến dương lăng giật mình cười nghĩ rồi nói cái này vương gia đã mời hạ quan nhất định sẽ đến không giấu gì vương gia hạ quan rời kinh thành đã lâu trong lòng cũng vững bận rất nhiều hơn nữa bây giờ đã vào tháng 10 rồi dù nơi này khí hậu tốt thế nhưng đất bắc đã lạnh dần hạ quan vốn định dâng lên vương gia kế sách xoa dịu để người xem xét tiện ngày mà hồi kinh sao kế sách xoa dịu ư ừ. thục vương tò mò hỏi dạ bình định võ lực người man đã khó thế nhưng thu phục lòng họ còn khó hơn hạ quan đã bản tính với quan viên địa phương ở tự châu rồi nghĩ ra một vài kế sách thu phục người man chủ yếu là xây thành lũy đóng quân thắt chặt những nơi trọng điểm khởi dân binh thông đường xá xây trường học cứu nghèo bình thuế di dân mở rộng thương nghiệp tổng có 10 chiến lược hiện triều đình đang thiết lập tuần phủ sứ ở tự châu thế nhưng những kế sách này vẫn còn cần có sự ủng hộ của thuộc vương mới có thể tiếp tục thực hiện được thuộc vương đọc qua mấy dòng rồi lắc đầu cười thản như nói chuyện này lúc qua phủ ăn uống ngài hãy cùng nhượng hữu bàn bạc đi bổn vương bệnh nặng khó khói những chuyện như thế này chị e sau này không quản nổi nữa rồi Thục Vương nói giọng có chút thê lương, hắn thở dài, Dương Lăng cười đáp: "Vâng, hạ quan xin tuân mánh, vương gia hãy an tâm ở dưỡng bánh. Nói xong câu đấy, trong lòng hắn đột nhiên đập thình thịch, mặc dù vương gia thường ra việc cho thế tử, thế nhưng chủ yếu là do ông ta không tiện ra ngoài tuần hành, thế nhưng lại có một số chuyện cần ông ta đích thân đến. Giờ mình ở trước mặt ông ta, nó đến tình hình ba thuộc mà ông ta quan tâm nhất, thế nhưng ông ta lại buông tay mặc kệ mà lại bảo mình trực tiếp gặp thế tử sao? Dương Lăng tự hiểu trong lòng, hắn lướt qua hai huynh đệ Chu Nhượng Hủ và Chu Nhượng Cận. Hai người vẫn ngồi kính cẩn không nói một lời, nhưng tần sắc hai người đều có sự thay đổi. Hiển nhiên hiểu được ý tại ngôn ngoại của Thục Vương. Sắc mặt của Chu Nhượng Hủ ửng hồng, vẻ mặt dường như có chút cảm động, thế nhưng lại không dám mở mồm nói chuyện. Y mím môi, mắt nhìn hướng xuống. Chu Nhượng Cận lại lướt trộm anh cả một cái, rồi thu lại ánh mắt. Thục Vương muốn chuyển ngôi sao? suy nghĩ này bỗng nảy ra trong lòng của dương lăng nghĩ lại bệnh tình của thục vương khó chữa lại thêm lần này tiêu diệt phản loạn đô trưởng man ông ta cũng đã nghĩ đến những khuyết điểm của bản thân nên đã quyết định truyền vương vị cho thế tử thảo nào mà ông ta muốn mừng công trong bữa tiệc tại phủ mừng công là nói cho thuận còn e rằng việc tuyên bố truyền ngôi với văn võ báo quan đất thục mới là mục đích chính cùng lúc để cho đại quan mình đây làm chứng vậy việc này không có gì là khó khăn Thế tử vốn là người thừa kế hợp pháp Hiện nay vương gia bệnh nặng khó chữa Chỉ cần công bố một tiếng Sau đó xin ý chỉ của hoàng thượng Rồi thế tử đăng vị là được Chỉ không biết tài cán vị thế tử Chu Nhượng Hồ này như thế nào So với cha mình So với Chu Nhượng Cân thì như thế nào Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý của Thục Vương Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình Hắn đảo mắt một cái Thì thấy đó là Chu Tưng Nhi Cô gái nhỏ nhắn đang cắn đôi môi hồng anh đào bộ ngực nhỏ hơi nhô lên, cặp mắt đen trắng rõ ràng chợt lóe lên đang nhằm vào hắn. Vừa nhìn thấy Dương Lăng quay sang, Chu Tương Nhi liền kẽ bĩu môi, cầm hơi nghiêng sang một bên, mặc dù không tiện làm ra những hành động quá lộ ở trước mặt cha mình, nhưng sự khinh thường lại thể hiện ra trên bộ mặt đầy cảm xúc của cô. Dương Lăng không khỏi mở miệng cười một cái. Ừ, ta còn chưa vãi hạt ớt mà. Nơi này đã mọc ra một cây ớt tứ xuyên rồi sao? Dương Lang quay về thành đô còn bận hơn cả ở Tự Châu. Hai ngày liền tiếp đón quan ở các nơi đến chúc mừng, bày tiệc mời. Đến ngày thứ ba, Dương Lang thực sự không thể chịu nổi cảnh rượu thịt nữa, bèn lấy cớ sức khỏe không tốt nghỉ ngơi trong hành viên. Sáng sớm luyện hội khí, rồi cùng Ngũ Hán Siêu múa võ. Dương Lang nhớ lại kiếm pháp tinh người mà hôm đấy Chu Nhượng Cận đã dùng, liền tiện mồm nói với Ngô Hán Siêu. Ngô Hán Siêu là con nhà võ trẻ sinh nên đặc biệt quan tâm đến những người trong đạo hỏi tỉ mỉ quá trình Trung Nhượng Cận đã ra tay. Dương Lăng nổi hứng, bèn thử diễn động tác, tay quét ngang, đâm thẳng một đường hẹp. Đẹp, mê hồn đấy, miêu tả tư thế Trung Nhượng Cận dùng đao. ngũ Hán Siêu nghĩ một chút rồi nói. Đào Pháp hung hãn như vậy, không giống với vô công của Trung Nguyên. Môn phái võ lâm ba thuộc phần đông, mọi người cũng đều dùng kiếm. Tứ xuyên ở phía Tây, thường qua lại với những người Tây Vực. Phủ thuộc vương tài hùng thế mạnh, tiếp xúc cũng toàn những nhân vật kiệt xuất của Tây Vực cả, võ công với đạo pháp của nhị vương tử mười phần cốt đến tám chín phần là học được từ đạo khách tây vực rồi dương lăng cười nói vậy với võ công của ngươi có đối phó được hay không ngô hán siêu khiêm tốn cười nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mà chưa từng đấu qua hán siêu cũng không dám nói ngoa thế nhưng khu vực phía tây thảo nguyên bao la trẻ cao đất giống Đạo pháp ở đó cũng hùng hồn có lực khí phách tung hoành thích hợp dùng để chém giết nơi chiến trận càn quét một vùng làm người tan tác Dương Lăng nghe xong thì cười ha hả nói Tên tiểu tử nhà ngươi Muốn nói hắn ta không hơn ngươi thì nói đi Còn vòng vo vò tam quốc cái gì Đào pháp của nhị vương tử thích hợp để giết người trên chiến trường Càn quét nghìn quân Nếu đánh đơn đấu Thì phải xem xét nhiều hơn về kỹ thuật chiêu võ Lại phải kém hơn ngươi rồi Ngô hắn siêu cười ha hả nói Hải cũng có sở trường riêng Có thế mạnh của người đấy Hai người đang cười Thì lưu đại bồng trùy chạy tới Dương Lăng chỉ đại bồng trùy mà cười nói nhưng người nói cũng đúng, trình độ võ công cao thấp và chém giết trên chiến trường có chút khác biệt. Võ nghệ của đại bồng truy thua xa ngươi. Nếu hai người đấu với nhau, y có thể chịu được năm hiệp. Nhưng nếu hai người đều cùng trên chiến, chiến trường giết người, một nén nhang, đại bồng truy có thể giết nhiều người hơn ngươi rất nhiều. Đại bổng truy không biết hai người đang nói cái gì, thế nhưng gã và ngũ an siêu đã từng đấu với nhau, bất luận là tay không hay là dùng binh đao đều thua y vài chiêu, thế nên gã vô cùng phục ngũ an siêu giờ nghe đại ca khen mình trên chiến trường có thể giết nhiều người hơn ngô hán siêu không khỏi há mồm mà cười lớn dương lăng hỏi mà sang sớm ra có chuyện gì vậy lưu đại bồng trùy nói vừa giờ có người đưa thiệp đến mời gã còn chưa nói xong dương lăng đã nói người cứ nói sức khỏe của ta không tốt hôm nay ta không tiếp khách là được ồ oh, nên đóng cửa chặn không cho cô ta vào lúc đại sói không có ở thành đô còn nói phép với ta rằng để cho đại soái quỷ xuống liếm ngón chân của nàng lần này đại soái vừa về đến lên vội vàng mới dương lăng vội vàng gọi lưu đại bồng trì u kịch lại lên tiếng hỏi ai là kẻ nào dám to gan như vậy bảo ta liếm ngón chân của à sao lưu đại bồng trì quay người lại dắp giọng mà nói chính là cái cô tiểu quận chúa kia lão lưu tôi không cho cô ta đi ra được rồi người cứ nói là bản quan không khỏe tạm thời không có tiếp khách nói chuyện lịch sự một chút người đẹp thì có thể tha cho chân người đẹp cũng không làm người khác ghét đến vậy đâu thiệt thòi trong lời nói bị thiệt là được lợi dương đại nhân ta rất đại lượng không truy cứu nữa nhưng vừa nói xong dương lăng chật nghĩ lại tiểu quận chúa đấy chạy đến đây tìm mình là có chuyện gì đấy hôm qua thục vương mới quay trở về phố. cứ cho là hôm nay mời khách luôn cũng không đến lượt quận chúa ra mặt mới phải dương lăng vội vàng hỏi vậy chỉ có một mình cô ta đến thôi sao? Dạ không phải, còn có Nhị vương tử hai huynh đệ của họ cùng đến một lượt. Dương Lăng lau mồ hôi vội vàng nói, mời bọn họ đến phòng khách uống trà, ta thay quần áo xong sẽ ra ngay. Dương Lăng thay xong quần áo vội vàng đi đến phòng khách, nhìn thấy hai huynh đệ của họ đang ngồi trong phòng khách, Dương Lăng nhìn qua một lượt, thấy Chu Nhượng Cận đã thưởng thức trà, tiểu quận chúa Chu Tưng Nhi thì lại ngồi im, hai tay đặt lên trên đầu gối. Dương Lăng thay một bộ nho bào, buộc một khăn nhỏ, chân đi một đôi giày ống dài. Hắn vội vàng đi vào sảnh, chắp tay cười nói. Khấu kiến nhị vương tứ, khấu kiến quận chúa điện hạ. Bản quan sức khỏe không được tốt, không tiếp đón được từ xa, xin hai vị thứ tối. Chu nhận cận đặt tách trà xuống, đứng dậy mà cười nói. Chỉ e là đại nhân, không phải là trong người không khỏe, mà là bụng dạ không được tốt kìa. À, yên tâm đi, hai huynh đệ ta lần này đến không phải là để mời đại nhân ngài ăn thịt ăn cá đâu dương lăng cũng cười ha hả mời chu nhượng cận ngồi xuống rồi tự ngồi xuống ghế ở đối diện hắn nói nghe nói hôm qua vương gia đã quay về phú sức khỏe của người không được tốt hay sao phụ vương vẫn khỏe cảm ơn đại nhân đã quan tâm phụ vương đã làm thiệp mời đến cho mọi người định bữa tiệc ngày mai sẽ mời các vị quân vương các vị hoàng thân quốc thích và các vị văn võ bá quan một là để chúc mừng đã bình định loạn đô trưởng man Hai là để mừng đại nhân lập công Chu Nhượng Cận lấy ra cuốn thiệp mời màu, màu đỏ Từ trong ống tay áo đặt nhẹ lên trên bàn Dương Lăng vội tạ ơn đón lấy Chu Nhượng Cận lại cười nói Vừa mới đến cửa Ta đã nghe đại nhân không được khỏe trong người Hôm nay không tiếp được khách Tài hạ đã biết đại nhân sợ xã giao rồi à, Hiếm có cơ hội mượn cớ bệnh Tìm trốn thanh nhàn Sao lại phải ngồi ở trong phủ đây thành đô danh nam thắng cảnh rất nhiều nhiều vô số kể chẳng bằng ngay cùng với ta cùng nhau đi thăm thú một phen hai ngày nay đại nhân ly chén không rời khỏi tay chắc không biết thành đô quán trà nhiều hơn quán rượu phải không trời cổ tháp thăm lầu cao phẩm trà thơm không vui hay sao dương lăng rất có thiện cảm với chu Nhật cận vừa nghe đã động lòng hắn liền cười hỏi được rồi chỉ có hai ta thôi sao hai anh em dương thận lâu ngày không gặp không biết ngày ấy có ở thành đô hay không vậy chu nhượng cận nói dương thận thì đã quay về nhà đợi thư gia dương đại học sĩ chắc cũng đã có tin tức rồi sẽ đến gặp đại nhân ngay hôm nay được ngày nhàn nhã tại hạ cũng không có nhiều bán chỉ có ta và tiểu muối đi du ngoạn cùng đại nhân ồ oh. dương lăng có chút kinh ngạc ớt cây này đến làm hướng dẫn viên du lịch hay sao cô ta làm gì có ý tốt như thế trừ khi là thục vương dặn dò cô ta mới nể mặt nghĩ đến đây dương lăng liếc nhìn chu tương nhi một cái quả như là vậy đổ lại được một cái lườm của tiểu cô nương trên tay của chu tương nhi phát ra ánh sáng thu hút sự chú ý của dương lăng nhìn thấy bàn tay trắng nõn của chu tương nhi đang bứt dứt gõ gõ lên đầu gối thiếu nữ cao quý đất thục thích cắn lăng hoa hình thoi trên chán thế nhưng cô lại dính trên trên tay một lăng hoa hình thoi bằng vàng điêu khắc thủ công rất tinh xảo bông hoa đó phát ra ánh sáng chéo lòa ở trên tay của cô trong phòng khách không có ánh nắng chiếu vào Nên ánh sáng của vàng không được chói mắt Ánh sáng nhẹ nhẹ phản lên trên lòng bàn tay trắng mềm của cô Trong đến mức hiện lên những tia hồng nhạt Quyến rũ như mứt hạnh tươi sấy khô vậy Chu Nhật Cận để ý thấy hai người đang giao chiến ngầm liền quay người sang phía Chu tinh Nhi Trưng mắt một cái rồi lại cười nói à, Tiểu muội nghe nói Dưới chứng đại nhân có một nữ tổng binh nhiều lần lập công Có thể nói là nữ trung hào kiệt Trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Nên mới theo đến đây vị đại nhân này vừa phụ trách hành tung an toàn của đại nhân lại có thể đi du ngoạn cùng chúng ta tiểu muội muốn kết bán với vị này dương lăng liền nghĩ lại ngũ văn định hiện làm quan ở thành đô tống tiểu ái sớm muộn gì cũng phải gả đến đây kết bạn được với thục vương với cô mà nói thì trăm lợi vô hại dương lăng liền cười đồng ý được vậy xin hai vị ngồi đợi cho một lát ta hạ đi rồi về ngay dương lăng vội vàng quay về hậu trạch gọi ngũ an siêu với đám người đại bổng trì chịu một đội thân binh thay thường phục âm thầm theo sát cùng du ngoạn phủ thành đô dương lăng vẫn không quên còn có một thích khách xuất quỷ nhập thần không rõ hành tung mặc dù đã rời thành đô một tháng theo lý mà nói sẽ chẳng có thích khách âm thầm chờ đợi ở nơi này lâu như vậy thế nhưng không biết mục đích của đối phương là gì thì rất khó mà xác định hành vi của y được dương lăng vẫn phải mặc áo giáp mềm đeo tên ám tiễn rồi mới đi ra để tiện cho xuất hành tống tiểu ái thêm một bộ quần áo dài phụ nữ hán cô cũng chọn màu xanh ngọc trang điểm lên càng thêm phần xinh đẹp, thân thể cân đối, mềm mại, có vẻ đẹp. để tiện cho xuất hành. Tống Tiểu Ái thay một bộ quần áo dài phụ nữ Hán, cô cũng chọn màu xanh ngọc, trang điểm lên càng thêm phần xinh đẹp, lộng lẫy, thân thể cân đối mềm mại, có vẻ đẹp của đại tiểu thư thiên kim nhà danh giá. So với Chu Tương Nhi có phần thoải mái hơn. Tống Tiểu Ái vừa đến đứng đó, tuy ngũ quan không xinh đẹp như Chu Tương Nhi, thế nhưng tư thế hiên ngang và đôi mắt sáng, răng trắng chiếu rọi bảy phần sắc đẹp thêm ba phần anh khí lập tức làm cho chu Tưng nhi nhìn cũng phải ngần người ra không ngớt lời khen làm cho tống tiểu ái cũng vô cùng ái ngại đoàn người hứng đâu thì đến đấy không có mục tiêu cố định vì có nữ quyến nên mấy người đều ngồi kiệu văn thủ viện võ hậu tử nhà cỏ đỗ phủ vọng giang lâu tất cả đều không có mục đích nhớ đến chỗ nào lên gọi kiệu đi đến chơi một vòng mỗi lần đến một nơi đều cho mấy thị vệ đi bộ vào trước cẩn thận tách họ với những người đi chơi một khoảng bọn họ không làm kinh động đến người dân, tự do tự tại vô cùng vui vẻ. Khi các quan viên đến thăm hỏi Thục Vương, nhắc đến quá trình tiêu diệt thổ phỉ, nhiều lần nhắc đến Tống Tiểu Ái, dùng trí lấy được Lăng Tiêu Thành, tiểu quận chúa đứng đằng sau nghe, vậy vô cùng tò mò nên nghe ngóng từ chỗ thân binh thị nữ. Những người đó nói, những lời nghe được ngoài đường càng thêm phần khoa trương, phóng đại chiến tích của Tống Tiểu Ái cho cô nghe, làm cho vị tiểu quận chúa này vô cùng ngưỡng mộ, thế cho nên mới cùng nhị ca đến phủ câm sai để gặp vị anh hùng ở trong lòng mình hai người tính cách đều rất thoải mái không có kiểu e thẹn như những tiểu thư khuê các khác đi du ngoạn nửa phòng thành đô họ đã trở thành bạn thân cô luôn buồn hỏi tống tiểu ái về việc chống hoa ở giang nam sự tích tiêu diệt phỉ ở tự châu mặc dù tống tiểu ái kể không nguyễn hoặc như bọn thị nữ đã nói thế nhưng lại sinh động hơn làm cho tiểu quận chúa theo như một cái đuôi không rời nàng nửa bước coi tống tiểu ái như một vị thần minh vậy vị thần ở trong lòng cô là tống tiểu ái còn vị thần trong lòng của tống tiểu ái là là dương lăng đi đánh trận cùng dương lăng không có khó khăn gì là không vượt qua được những kế sách hay vô kể những mưu kế lạ thường đến không ngờ làm cho tống tiểu ái bái phục khôn xiết mỗi lần nói đến một trận chiến nàng đều khen ngợi dương lăng không ngớt mồm đến cả khi đứng ở trong miếu võ hầu cũng vẫn lớn tiếng gióng rạc mà khen ngợi hắn ta thế nhưng những lúc như thế này chu tương nhi lại rất không phục hỏi kỹ về công tích vĩ đại của dương lăng Chu Tưng Nhi biếu môi, bước đi một đoạn rồi cuối cùng không chịu nổi, chạy đi kéo tay áo của Dương Lăng. Lúc này, mọi người đã đến chùa Chiêu Giác. Chùa này nằm ở Thanh Long Tràng, ngoài Bắc Thành, có tên gọi là Xuyên Tây Đệ Nhất Tùng Lâm. Từ năm chinh quán xây chùa đến nay, cao tăng lớp lớp, nhưng danh khí ở đây lại không bằng Miếu Võ Hầu, cung Thanh Dương. Cộng thêm tháng 10 là thời gian nông thương bận biểu, nên khách đi hương khói chùa cũng không được đông. Trên cả chuyến du ngoại không có gì bất thường. Dương Lăng đã mất cảnh giác. Chuyến đi du ngoạn không mục đích này, nếu như thật sự có thích khách theo đuôi thì cũng khó mà nắm rõ được hành tung của họ, chuẩn bị tốt, nếu như bị hành thích nên tâm trạng cũng thoải mái hơn. Dương Lăng và Chu Nhượng Cân cũng nói chuyện rất vui vẻ. Hắn vừa đi đến cột trụ, đi xuống cửa hành lang thì thấy có người kéo ống tay, quay lại thì đó là tiểu quận chúa, hắn liền cười hỏi: "Sao, có chuyện gì vậy?" Con người của Chu Tương Nhi đảo một cái rồi hỏi: Càn quét đảo Độc Long Đánh lén đảo Sông Tử Thật sự là thần cơ dự toán của người hay sao Dương Lăng cười nói Đấy là sách lược của một vị mưu sĩ của Tệ Hạ Đương nhiên là Tệ Hạ cũng có tham gia trong đấy rồi Thế nhưng Chu Tương Nhi ngắt lời của hắn Rồi hỏi tiếp Vậy còn về Malacca thì sao Trước dùng kế hỏa thuyền Rồi dùng, dùng quần lang chiến Thủy lôi chiến Đồng thời xuất kỳ binh Chiếm Malacca thì sao Chu Nhượng Cận thấy Thượng Muội luôn luôn có thành kiến sâu sắc với Dương Lăng, đặt câu hỏi liên quan đến chiến sự với hắn. Cứ ngỡ mục tiêu trùng bái của cô đã thay đổi, y chỉ mong quan hệ hai người được cải thiện. Thế nên tiến lên trước tránh ra một chút. Tống Tiểu Ái cũng nhân cơ hội ghé tay Vu Hán Siêu vài câu. Dương Lăng cười hì hì nói: à, cái cái này kế hỏa thuyền là ý kiến của một vị tướng dưới trướng của ta, lấy đó là cơ sở. Ta và các tướng thủy sư cùng nhau nghiên cứu quyết định chia thành ba bước." Chu Tương Nhi biểu môi, dưng dưng tự đắc nói. Hm, hóa ra là như vậy, thì ra đều là chủ ý của những người bên cạnh người nghĩ ra. Bị Dương Đại Tướng Quân dành về phần mình. Ta còn cứ tưởng ngươi thật sự rời sang cơ kia. Dương Lăng chớp mắt cười nói. Bản lĩnh của bọn họ đương nhiên cũng là bản lĩnh của ta rồi. Hắn chỉ chỉ mấy vị khách lác đác ở trong sân và người bán hàng rong ngoài cửa miếu. Hắn lên tiếng nói. Dùng người, không cần ai cũng đều là thiên lý mã làm quan cũng không có nghĩa là cái gì cũng phải biết cả Mỗi người đều có một điểm mạnh và có một điểm yếu Có điều người có biết dùng không mà thôi Cô nhìn xem người đó giờ làm đèn lông Người kia giờ làm đàn hương Ta biết họ giải cái gì Không bảo người làm đàn hương đi làm đèn lông Không bảo người làm đèn lông đi làm đàn hương Mà để cho bọn họ phát huy hết khả năng của mình Đó chính là bản lĩnh của ta Hắn vén tay áo lên cười hiếp mắt nói nếu ta xây thêm cho người làm đàn hương một ngôi miếu, một lò hương, rồi cho người làm đèn lồng thêm một cái móc câu dưới mái hiên, vậy phải gọi là bá nhạc rồi. Phát huy hết tài năng của một người, dùng hết tác dụng của một vật, đây chính là vị quan xứng đáng nhất, có hiểu không nào? Chu Tưng Nhi không hiểu, mắt cô đảo đi đảo lại, cặp mày thanh tú hơi nhau lại. Người đang nói lời sắc bén với ta hay sao? Vậy theo ý của ngươi, người, người thấy ta nên phát huy hết tài năng của mình như thế nào đây? cô sao Dương Lăng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới Nói một cách giống giạt Quận chúa cô thích hợp Dâng trà nghiền mực Dâng hương quạt À ngươi, ngươi bảo ta làm nha hoàn hay sao Chu Tương Nhi đột nhiên phản ứng lại Tức giận mà nói Dương Lăng đánh đặc lên tiếng Phát huy hết tài năng của một người Dùng hết tác dụng của một vật Như thế là tốt là không có lãng phí <laughs> Tiểu mỹ nhân như thế này Phải làm sửa bếp lò Chân giặt chăn đó mới là nhân tận kỳ tài. Trong miếu hình như có một nho sinh mặc thanh bào, nghe thấy hai người nói chuyện, không nhịn nổi cười. Lúc hai người nghe tiếng quay sang, nhìn thì tú tài kia đã dùng quạt che mặt, cười quay đi. Chu Tương Nhi giận, đỏ bừng mặt mũi mà quát lên. Khốn kiếp, ngươi, ngươi nói cái gì? Vừa nói, nàng vừa bước vào cửa. Người đó, mặc dù miệng lưỡi chân chu, nhưng gặp cô nương xinh đẹp, nói chuyện đùa một chút, lợi dụng trong lời nói, không có gì đáng ghét. Dương Lăng sợ vị tiểu quận chúa tính tình nông nổi này ra tay đánh người, lên thấy cô bước vào trong miếu, lên đi theo khuyên nhủ. Quận tiểu thư bất dẫn, ta, ta, ta không phải với người rồi. Hắn vừa nói đến đây, thì tú tài kia đã bỏ quạt, nhanh nhẹn quay người, vòng qua giữa hai người bọn họ, hai tay đưa ra, tay trái giữ lấy Dương Lăng, tay phải cầm lấy Chu Tương Nhi. Mặc dù y chỉ điểm huyệt hai người, thế nhưng hai tay lực mạnh vô cùng, chỉ dùng một chút lực đã làm cho người ta toàn thân nhún ra, không có sức lực chu tương nhi đau quá không chịu được phát ra tính dân dỉ giận dữ mà nói Nhả người, nhà ngươi nhà ngươi thật to gan người kia không thèm đến xỉa ghé vào tai dương lăng cười nói tại hạ ngưỡng mộ uy danh của dương đại nhân đã lâu chỉ tiếc là năm lần bảy lượt chưa có cơ hội mãi đến hôm nay chúng ta mới được gặp mặt đúng là vinh hạnh vinh hạnh trong lòng của dương lăng thầm kêu xong rồi là nhầm vào ta không biết lại là oan gia từ đâu tới đây chẳng lẽ kiếp nạn đất thuộc liên quan đến người này hay sao Ngô Hán Siêu đang đứng nói chuyện với Tống Tiểu Ái ở giữa hành lang, thấy đại nhân dừng lại nói chuyện với quận chúa, liền dừng bước lại. Nhưng gã không tiện đứng quá gần, liền đứng cách hai cây cột. Với thân thủ của y, nếu như có chuyện gì thì có thể đến trong nghe mắt cũng đủ đảm bảo an toàn cho đại nhân. Hơn nữa, đến chùa chiêu sắc này là ý nhất thời. Chắc chắn cũng không có ai mai phục trước. Trong miếu có người cười nhạo, sau đấy quận chúa giận quá, bèn quay người lại đi vào trong điện. Ngô Hán Siêu cũng nhìn thấy, trong lòng bỗng thấy có gì đó lo lắng, lên vào lại Tống Tiểu Ái mà bước vội theo. Nhưng lúc đi đến cửa thì chuyện khắc thường đã xảy ra. Bọn người Dương Lăng đã rơi vào tay của kẻ địch. Ngô Hán Siêu vừa sợ vừa giận, liền rút kiếm ra khỏi vỏ mà hét lớn: "Ác tặc to gan, mau thả đại nhân ra!" Tên tú tài đó không thèm ngoảnh đầu lại, nhấc chân lên đá hai bên cánh cửa, bùm bụp hai tiếng đóng lại. Tú tài cười lớn mà nói: muốn đại nhân còn sống thì hãy ngoan ngoãn đợi bên ngoài đi ai dám xông vào thì cũng chỉ có mạng của năm người mà thôi năm mạng người sao hóa ra trong điện còn có cả đồng đảng của y hay sao ngô hán siêu liền dừng bước lại không dám bước thêm vào trong Thị vệ hai bên đều chạy nhanh đến rút binh khí ra người tới chùa dân hương bái phật nhìn thấy cảnh dơ đuốc cầm gậy liền hét lên một tiếng rồi cũng bỏ chạy trong miếu lập tức trở nên hỗn loạn người dân gọi mẹ gọi cha tăng lữ thì hô trưởng lão phương trưởng Thị vệ nhìn thấy cảnh này Lên rút thẻ bài ra Sắc mặt nghiêm nghị mà quát lớn Quan sai thi hành án Người không liên quan tránh ra Ra ngoài hết đi Chu nhược cận xông đến trước cửa Khuôn mặt thanh tuấn chật thất sắc Hoang mang sợ hãi mà nói Tiểu muối ngũ đại nhân xảy ra chuyện gì vậy Ngũ hắn siêu Vẫn nhìn vào cửa mà lên tiếng nói Có kẻ đã bắt đại nhân Và quận chúa làm con tin Bọn cướp có tận ba người Không thể xông vào được bao vây lại những đền chùa khá có tiếng tăm thì ở những chỗ như thế này đều có hai nha sai canh giữ để đảm bảo trị an hai nha sai này nghe được một chút tin tức còn tưởng là lưu manh đánh nhau hai người giữa võ dương oai xông vào không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái mà quát lớn quan sai sao quan sai đấy là người nha môn bắt người phá án sao không nói một lời như vậy cút ra ngoài đáp lại anh ta là một tiếng thét cắt ngang Sanya Nha giận dữ, mắt đi vừa đảo một cái thì một tấm lệnh bài được đưa ra dưới mũi của họ. Sanya Nha nhìn một cái, đến cả dám cũng không dám đánh, vội vàng lùi người tránh ra. Điện này là một tòa thiên điện, cúng là cúng huynh đệ Ma ôm tỳ bà cầm ô che mưa. Điện nhỏ không to cũng không có ai hương khói. Ba mặt là tường, chỉ cửa đi vào có hai cánh cửa. Thường ngày cửa vẫn đóng không mở, Tú tài đó rút đao ra ép hai người Sau đó chói bọn họ vào hai cái cột của điện Y vừa ấn lên mạch môn của Dương Lăng Lên cảm thấy trên cánh tay của hắn có thứ gì đấy Lục soát thì tìm ra hai ống ám tiễn Y là người am hiểu Nên cảm thấy đai lưng của Dương Lăng cũng không bình thường Ấn giữ rồi móc ra Thì thấy hai thanh miễn kiếm sang loáng Chà chà Đại nhân có người bảo vệ trước sau Tùy tùng như mây còn cần tự mình Mang theo những vũ khí sắc nhọn Phòng thân này hay sao <laughs> đứng trước người có thân thủ như ta đây thì chả có chút tác dụng nào cả y cười mỉa mai rồi ném sang một bên cũng không có ý giữ lại dùng ngô hắn siêu ở bên ngoài quát lớn người bên trong là kẻ nào mau nói ra thân phận có biết các ngươi đang bắt ai không đấy mau bỏ vũ khí đầu hàng đi để tránh tự mình gây ra sai lầm tú tài đó cười lớn ha ha nói anh em hãy nghe đây kẻ nào dám xông vào thì lập tức giết cặp gian phu dân phụ này Chu Tương Nhi nghe thấy gian phu dâm phụ lên trước mắt hung hăng nhìn y Còn Dương Lăng thì nhìn tứ phía Làm gì có ai chứ Chỉ có hai người bọn ta thôi Hóa, hóa ra y đang phu trưng thanh thế sao Dương Lăng chợt hiểu ra vấn đề Chỉ có điều động tác của người này Thật sự là nhanh hơn hắn Dương Lăng vừa mở mồm Thì lưỡi của một chiếc đao hẹp dài Đã đưa vào trong mồm của hắn Cười lạnh lùng Dương Lăng lập tức biết chuyện mà ngậm miệng lại Tú tài đấy cười đắc ký quét lên người của Dương Lăng để lau sạch nước miếng ở trên đao, rồi vuốt một đường lên trên người của hắn, cắt một mảnh vạt áo, vo thành một nhúm nhét vào trong mồm của Dương Lăng, rồi cũng nhét luôn vào cả mồm của Chu Tưng Nhi. Hai người trừng mắt nhìn nhau, đứng đấy cũng không có hành động gì nữa. Mà lúc này, qua một hồi thảo luận, bên ngoài dường như đã đạt được ý kiến thống nhất, Chu Nhược Cận nói rất hòa khí. Vị huynh đệ bên trong, người mà huynh đệ bắt là cấm Sai đại thần Dương Lăng Dương đại nhân và quận chúa điện hạ bắt cóc tống tiền đã là tội chết rồi bắt cóc hai người bọn họ tội đến mức nào thì tại hạ không nói thì các người cũng đã tự biết rồi mong các vị hãy nói ra ý muốn chỉ cần là việc có thể làm được ta nhất định sẽ nhận nhận lời chỉ mong ba vị huynh đài không làm hại đến bọn họ nếu không các người tuyệt đối không bước ra khỏi ngôi miếu này được đâu <laughs> điều này bọn ta hiểu cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng lúc thế tử bị bắt chẳng phải các ngươi cũng không đáp ứng điều kiện của a đại vương hay sao Chu Nhược Cận nói thất thanh. Các người, các người chính là dư đồ, xót lại của đô trưởng man hay sao? Y muốn nói là dư nghiệt, thế nhưng lại sợ đắc tội với bọn người này, nên đổi thành là dư đồ, thế nhưng lòng Y đã lạnh dần. Bọn người ngũ hán siêu cũng thất sắc, nếu như bọn người bên trong là bọn phản loạn, dư nghiệt đô trưởng man chạy thoát, nhẫn nhơ bên ngoài lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế để đến bắt cóc Dương Lăng và quận chúa, thì sao có thể tha cho bọn họ được đây? Kết cục hôm nay chỉ e rằng rất khó đoán đã nghe đến tam quái ba sơn chưa chính là ba huynh đệ của ta đấy cửu ti thành đã bị phá ba huynh đệ ta không nơi dung thân định đến nơi cửa phật thanh tịnh này mà lánh nạn sau đó là một vụ rồi cao chạy xa bay vừa hay không sai và cận chúa đến tận cửa <laughs> lộ phí lần này phải nhờ đến các ngươi rồi mọi người ngơ ngác mà nhìn nhau chưa ai từng nghe đến ba nhân vật này thế nhưng nếu như bọn họ đã là lưu tặc sân khấu đầu quân vào chỗ a đại vương thì đâu có chuyện nói ân nghĩa đây mấy tên cường đạo hung tàn không sợ chết đấy Chưa là câu tiền vàng vàng bạc và châu báu chưa chắc đã dám giết quan bị rơi vào lưới trời mọi người nghĩ vậy mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm hóa ra là cần tiền sao cái này thì dễ rồi chu nhược cận thở phào tiếp lời cái này dễ thôi các ngươi cần bao nhiêu cứ nói chỉ cần không làm hại hai người là được được trong giang hồ bọn ta một lời đánh giá ngàn vàng lời nói ra như bắt nước đổ đi vậy nhưng người trong chiều bảo vệ nghiêm ngặt các người đứng ở bên kia huynh đệ ta run sợ nhớ tay có run một cái ngộ thương khâm sai đại nhân hoặc là vị quân chủ này thì tội lớn rồi tất cả các ngươi còn cả khách dương hương hòa thượng nữa hãy lui ra thiền viện nếu như trong miếu còn sót lại một ai ta sẽ giết một người trước các ngươi nghe đây ta cần bốn con ngựa tốt một nghìn lượng vàng châu báu ta sẽ không lấy nghe gã nói không lấy châu báu vững víu mọi người liền tin tưởng vài phần dưới một loạt mệnh lệnh của y chu nhược cận ngũ hán siêu bất lực chỉ đành đem người mà rời khỏi thiền viện thiền viện phân thành ba phần bọn dương lăng bị trói trong sân sau thứ hai tất cả quân binh đều lối ra bên ngoài thiền viện lại càng không thể nắm bắt được tình hình ở bên trong tú tài nhìn qua khe cửa thấy mọi người đều đã lùi ra ngoài viện lúc này mới cười ha hả quay về phía dương lăng dương lăng thấy y ngũ quan anh tuấn là một tướng mạo tốt chỉ có điều ánh mắt u ám lạnh lùng nụ cười ở trên mặt cũng mang theo chút danh mãnh gian trá y bước thông thả đến bên hai người cười ha hà một hồi rồi đột nhiên một trường đánh ngất chu Tưng nhi rồi lôi mảnh vải rách ở trong mồm dương lăng ra cười nói muốn gặp được dương đại nhân cũng thật là khổ tâm tại Hà đi cùng ngài đến tự châu lại theo về thành đô hơn một tháng cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay rồi vốn đang thấy khó khăn định rút lui thật không ngờ lại gặp ngay ngày cải trang đến du ngoạn đúng là ý trời mà Trương Lăng nhìn y nghi ngờ mà hỏi Người chính là người hiện thân ở trong vọng trúc khê hay sao Theo ta lâu như vậy Người cũng thật là nhẫn nại Người không phải là đầu quân cho sân tạc đô trưởng man Vậy rốt cục là ai Rốt cục có mục đích gì Người đó lên thu lại nụ cười Đột nhiên chào hắn theo nghi thức chuẩn của quân đội Bể chức đại đồng cự lỗ môn Phó thiên hộ lý nghĩ Xin bái kiến khâm sai dương đại nhân Hai mắt của Dương Lăng mở to Người, ngươi là người của Di Lặc giáo sao? Lý Đại Nghĩa cười ung dung nói, đương nhiên, lệnh tiêu diệt Lý Nghĩa, người của tà giáo Di Lặc có phải do đại nhân đích thân phê chuẩn hay không? Y từng bước ép sát tới người của Dương Lăng, chóp mũi bọn họ gần như đã sắp chạm vào nhau, lúc này mới nói từng từ lạnh lùng. Ta không chỉ là người trong Di Lặc giáo, mà còn là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc giáo mà triều đình truy nã nhiều năm nay. Đại nhân chắc ngài không nghĩ đến đúng không? À, 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 à. Dương Lăng ngẩn ra mà thầm nghĩ. Đồng sướng còn truy bắt di lạc giáo khắp thiên hạ. Thật không ngờ đường đường là nhị thiếu chủ của di lạc giáo. Đã sớm trả trộn vào trong quân đội rồi. Còn làm đến chức tướng lĩnh. Cho dù triều đình có quyết tâm cột rửa quân đội một lần nữa. Thì cũng chưa chắc đã liệt y vào danh sách tình nghi kìa. Chả trách mà những nhân vật lớn của di lạc giáo không bắt được một ai cả. Mà giáo chủ di lạc giáo Lý Phúc Đạt không phải cũng đã lẩn vào trong quan phủ ẩn thân rồi đấy chứ ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu dương lăng không khỏi toàn thân ớn lạnh hắn định thần lại rồi lạnh lùng nói các người đúng là bám giết không tha dám xúi bể lục lâm bá châu ra tay với ta trong kinh thành ở đại đồng lại cấu kết với thất Tứ giờ thì mưu cùng kế cạn rồi hay sao lại còn phá cả đường đường nhị thiếu chủ đích thân ra trận như thế này bốp một tiếng lý đại nghĩa cho hắn một cái bật tay má lập tức sưng đỏ lên Lý Đại Nghĩa thẹn quá hóa giận mà nói Chẳng phải người cũng thế hay sao Người là âm hồn không tan Đi đến đâu cũng làm hỏng chuyện đại sự của bọn ta hay sao Nếu không Nếu không giờ chính đức đã chết rồi Ninh Vương cũng đã ngồi lên chỗ đó rồi Cha ta cũng đã thành người dưới một người trên phận người Đại nghiệp của Thánh giáo sẽ có ngày thực hiện được rồi Lý Đại Nghĩa nghĩ đến đây Lại căm hận đánh một trưởng Hai má của Dương Lăng đều đã sưng đỏ hết cả Nếu không thì sao Dương Lăng cũng bị chọc tức, lạnh lùng cười, khinh thường mà nói. Ngươi đuổi theo ta nửa năm, sự nhẫn nại này, này đúng là làm cho người ta phải khâm phục mà. Thế nhưng... Dương Lăng nhìn sang hai bên, cười lạnh nói. Tốn nhiều thời gian đến vậy mà cơ hội ngươi bắt được ta cũng chẳng ra gì. Mặc dù bổn quan đã rơi vào tay của ngươi, nhưng giờ ngươi cũng chẳng khác gì rơi vào tay người của ta cả. Ngươi chạy ra ngoài như thế nào đây? Là hô mưa gọi gió hay vãi đậu thành binh đấy?" trong mắt của lý đại nghĩa lóe lên đánh xảo quyệt đắc ý nhìn chăm chăm vào dương lăng nói chậm rãi hồng nương tứ có thể đi lại thong dong trong 10 vạn ngự lâm quân tại kinh sư lý đại nghĩa ta dưới sự bảo vệ của hơn trăm thị vệ của ngươi muốn đi đâu mà chẳng được đây <laughs> sắc mặt của dương lăng dần đổi lý đại nghĩa đắc ý mà nói hồng nương tứ có được dương đại nhân ở trong tay chính là tấm kim bài thông hành không cấm kỵ miễn tội miễn chết ta cũng có vậy hồng nương tứ có mạn thiên phi tuyết tương trợ làm cho 10 vạn đại quân của ngươi hoang mang không rõ tung tích ta có nước non ba thục còn hữu hiệu hơn cả tuyết răng đầy trời của cô ta cho dù ngươi có nghìn vạn binh lính bên ngoài núi thì có thể làm gì được ta đấy à, 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 à. thần sắc của y bỗng trở nên dữ tợn hắn cười lạnh nói dương đại nhân ta phải giết ngươi nhưng ngươi và người của ngươi vẫn phải tận tâm tận lực bảo vệ ta rời khỏi đây người nói xem có được cười không nào ta nói với lũ rắc rưởi kia là ta cần tiền niềm hy vọng này như một miếng bánh trên trời rơi xuống vậy bọn họ cũng chỉ cần có cách là ngoan ngoãn tin rằng điều đấy là sự thật đợi đến khi ta tới rừng rậm rồi thì sẽ chém đầu ngươi ánh mắt của hai người chạm nhau ánh mắt của lý đại nghĩa đầy sự gian dối độc ác còn ánh mắt của dương lăng lại là sự mê hoặc mơ màng nhưng lại không nhìn ra nổi một chút sợ hãi cầu khẩn và đau khổ Lý Đại Nghĩa không đạt được mục đích hành hạ hắn, kinh ngạc mà nói. Người cam tâm sao? Vốn dĩ cho dù ngươi không sống nổi, thì ít nhất cũng phải cho người của ngươi giết ta. Giờ ngươi lại thành bùa hộ mạng của ta. Ngươi không có cơ hội nói với bọn họ về âm mưu của ta. Ngươi không hận hay sao? Ngươi cam tâm ư? Dương Lăng lặng lẽ, nhìn đi chậm rãi mà nói. Tại sao ngươi lại tạo phán? Sao? Cái gì? Ta hỏi, vì lý do gì mà ngươi lại tạo phản Ánh mắt của Lý Đại Nghĩa Cũng trở nên mơ hồ Tạo phản vì lý do gì ư Từ lúc y sinh ra hiểu chuyện Thì các thúc và cha hắn đã chuyển giáo Ở Thiểm Tây Nhận đồ đệ thu thập tiền Để chuẩn bị tạo phản Từ lúc đấy ngày nào y cũng luyện công Mục tiêu duy nhất của đời này là tạo phản Thế nhưng tại sao lại tạo phản đây Nếu như các ngươi dựng cờ khởi nghĩa Vì nạn dân không thể sinh tồn được nữa nếu như các ngươi chịu đủ sự chèn ép của quan phú Cậu oan khó nói thì ta còn có thể hiểu được Nhưng di lạc giáo Hơn 100 năm nay bỏ công xây dựng Mê hoặc làm nhiều người dân lương thiện Có nhà không có sự nghiệp Dẫn thân vào trong Hy sinh không biết bao nhiêu sinh mệnh Rốt cuộc là vì cái gì đấy Nếu như gia tộc của ngươi trong giới thương nghiệp Thì sớm nó giàu khắp một phương Giờ làm quan nhập sĩ Cuộc sống cũng có tính tâm rồi Nhưng các ngươi lại mạo hiểm Xét nhà diệt môn Dẫn dụ dân lành bách tính nhập giáo làm cho những người dân thật sự không sống nổi nữa. Cho họ mục tiêu hư vô, các ngươi làm vậy là vì cái gì? Triều đình thối nát, bách tính lầm than. Người là dao thớt, ta là thịt cá, nên phải làm phán. Lý Đại Nghĩa tức giận, thờ hồn hền mà nói. Tại sao lại muốn giết ta? Dương Lăng không bị kích động chút nào, vẫn điềm tính mà hỏi. Việc ngươi nói triều đình đang xử lý, ta cũng đã tận lực giải quyết rồi. Chẳng phải chúng ta cùng chung chí hướng hay sao Tại sao lại nghĩ trăm phương nghìn kế Để giết ta như vậy Thay một triều đình mới Đổi lại là các ngươi làm giao thớt Thì chẳng phải sẽ không có thịt cá nữa hay sao Lý đại nghĩa Hơn trăm năm nay Bất luận quốc gia nghèo nàn hay là cường mạnh Di lạc giáo chưa từng từ bỏ ý định tạo phán Các ngươi thật sự là vì bách tính Vì sự nhân từ vì đại nghĩa hay sao Cầm miệng Lý Đại Nghĩa hung dữ giống lên, chật vật giơ tay lên, thế nhưng lại không đánh. Đừng hỏi ta vì sao nữa. Chẳng nhẽ Dương Đại Nhân ngài còn muốn làm cả thần tiên hay sao? Người muốn cảm hóa ta bỏ đao thành Phật hay sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 136 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại